Đây, như vậy là khối pin đã hoàn thiện mọi người nhé. Nó sẽ có hai cọc đầu ra này, một dương màu đỏ này và âm màu đen. Đây có một nút nhấn cho cái mạch này, mở nguồn này. Mạch bên trong là mạch JK 200A nhé. Mạch này có thể kết nối qua điện thoại để theo dõi được. Đây, khối pin đóng hoàn chỉnh nó sẽ vào tầm khoảng 55 cân. Riêng lõi cell 8 cell này đã vào 44 cân rồi. Cả vỏ thùng nữa sẽ khoảng tầm 55 cân nhé. Có hai quai sách hai bên để chúng ta di chuyển dễ dàng. Khoang tản nhiệt, cái vách tản nhiệt cho mạch này, mạch sẽ nằm ở cái khoang này. Hai quai đây. Khối này là 24V 280Ah nhé. Năng lượng lưu trữ là 7 kWh. Sử dụng cho những máy biến tần 24V hoặc là những hệ thống lưu trữ 24V. Em sẽ kết nối Bluetooth cho mọi người theo dõi nhé. Chúng ta mở app BMS Zika lên này. Đây. Ở đây đóng khá là nhiều khối nên nó hiển thị nhiều. Khối này là khối 24V 280 số 2. Đây nhé. Đây. Điện áp cả khối là 26,59V này. Điện áp trung bình cell là 3,324 nhé. Đây là điện áp 8 cell này. 3,322 đến 3,324. Nó độ lệch cell rất là thấp. Độ lệch cell chỉ 0,002V thôi. 0,003 này. Nó rất là thấp. 280Ah hiện tại là còn 85%, tương ứng với 238Ah. Đây, khối pin sạc đầy nó có thể lên tới hơn 26V nhé. Xả dưới 24V là ngừng. Đây, 24V 280Ah, mạch JK 200A. Chúng ta cũng có thể đóng với mạch thường Zabaida 100A hoặc là mạch Bluetooth JK 100A. Bên em sẽ có bảng giá riêng cho từng mạch, thì mọi người có thể nhắn qua các số Zalo là 0382 124 123 hoặc là 0392 124 123 để cập nhật nhé. Video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.